Thì hai anh này đang gắn cái ống nước kìa các bạn, cái cột ống nước ha. Giờ cũng xong xuôi cho ngày để chút xíu nữa là trời gắn xong rồi, ông Thợ đang làm cái hộp ga các bạn, rồi là cho chạy test thử ha. Thì mấy này đang bắt cái ống nước. Đây. Qua ly đầu gắn xong hết. Sừng trâu đồ làm xong hết. Hai anh này đang bắt cái ống nước vô. Cái chiếc tê nha các bạn, chiếc tê ga đặng truyền ra trước đặng có xịt cửa đầu kia ha. Còn cái ống thái bự ống 42 thì cho nó ra sau. Đây ông anh mình đang gắn bình vô ha các bạn. Thì bắt xong chờ giờ chỉ là chờ cái hộp ga gắn bình với gắn cọng dây lái ha. Chị lái hình như là mình thấy là chưa gắn nha. Ông chú kia lấy luồng dây ra đi. Rồi bây giờ là tới công đoạn là luồng dây bắt vô cái tay lái đằng lái nha các bạn. Đây xỏ là 1 2 3 6. Xỏ là 6 vòng ha. Đây anh này ở có một anh ở trên đang lăn, anh này đang đang khọt. Rồi. Rồi luôn 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 đó vô đó đi ông chú ơi. Rồi anh đây chuẩn bị luôn vô luôn. Được chưa? Rồi. Cắt đi. Cắt dài dài chút. Rồi chú ơi. Rồi chào tất cả các bạn ha. Thì bây giờ là xong hết rồi, giờ đang chạy qua đây. Thợ đề nạt tiếp thử chút xíu nữa rồi chăm nhớt vô cái đầu bò, cái cục kéo lô đó các bạn. Rồi chạy tiếp thử ha, đang chuẩn bị ha. Cái bình nước ngọt gắn ở trên ngay giữa cái ghe luôn, giữa cái hầm máy luôn rồi các bạn. Đây ngay cái chỗ này nó hơi bị xì nước ha. Chỗ này để ông anh mình ổng về ổng kiếm keo á, chét vô các bạn ơi, cái này bị mới xiết chưa có cứng nữa. Xiết hơi hơi không à. Rồi co thì nóc 304 hết. Đây máy đang chạy qua đây. Bây giờ là đang châm nhớt vô cái ống chỉ đồ bò đặng mấy ông thợ chạy, mấy ông thợ cho vô đặng test thử luôn các bạn, coi coi cái nào có mà cái nào mà không êm á là khắc phục lại. Bây giờ mở dây rồi mà chưa xô ra nha các bạn. Bây giờ mở dây ra mình xô ra nha các bạn. Bây giờ là tới giai đoạn là chạy test thử ha. Video này là hổng gài mình mong chờ cũng lâu rồi. Mình chỉ xem con máy này nó đặt cái vỏ BK ra chạy cỡ nào thôi, chứ ở chỗ mình thì chạy vỏ cây không à. Quá dữ các bạn ơi. Quá dữ. We'll be right back.
Wow, quá trời luôn các bạn ơi. Dùng nước kìa các bạn, bỏ dùng nước biết bay xa luôn á. Quá dữ. Đây giờ đổi anh thợ máy khác ha, thì ông chỉ đang vô luôn luôn. Thì tốc độ này có khoảng là 13 lý trở lên đây các bạn. Quá lẹ luôn. Và wow, đang lên ga. Máy chưa ra khỏi á. Quá dữ rồi. Chạy quá trời luôn. Đây mấy ông thợ đang ở dưới chỉnh coi đồ đạc nè. Không có miếng hơi luôn các bạn. Bao hơi luôn. Mà nước ngọt thì trộn cũng cũng khá là mạnh ha. Đang chỉnh đồ đó các bạn, ra chưa chạy ha, đang coi đồ đạc thêm chưa ha. Quá dữ, lên ga. Quá dữ. Quá trời chạy rồi các bạn ơi. Đó, chữ, 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 chữ.
cái vỏ này chạy chạy lên ga mát tay luôn. Vậy giờ quay lại ha, ghe này cũng vững ha, quay lại nó ít cái lít. Bây giờ đổi anh tài công khác ha, đầu tới anh thở máy này xuống dưới xem. Chạy quá dữ các bạn ơi, vỏ này chạy cái này là hình như mình thấy là nguyên cái dàn vỏ cây của mình đó là hình như là chạy là thôi chiếc này rồi. Quá rồi, lên ga cái nó phóng phóng đi các bạn. Wow, bỏ lượng sóng biết bao xa luôn ha. Quá dữ à. Tốc độ kinh khủng này các bạn. Đây. Anh đợi. Anh đợi chạy anh đợi đánh võng luôn. Quá. Quá rồi, anh đợi chạy anh đợi lạng luôn các bạn ơi. Ghe ít lắc ha, lắc mà chạy giọt hả, mất máu luôn. Quá cái này bỏ lượng sóng quá xa luôn rồi các bạn. Mấy cái ghe kia chạy bỏ lượng sóng sát sát lái luôn, còn cái này nó bỏ là từ lái ra là có khoảng là 1 mét ngoài luôn. Chạy quá khủng khiếp luôn. Về yeah, giờ thử lại số về ha. Đây còn tới không? Đá ghe luôn mà tới đây luôn nữa.
bi ca nó nhẹ rồi chạy lên ga là lên ga là nó giật 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 vậy, bớt ga lại cái mình nhào đầu vậy. Tới tại ma giờ cặp vô tại mấy các bạn à, tại công chạy quá dữ các bạn ơi, vỏ nhẹ lên ga cái phóng 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 vậy. Ống nước lên quá trời mạnh luôn các bạn, mắc buộc con dây lại chịu mới nổi ha. Thì ống nước lên kìa nè, bơm 150 ha, bơm bằng thau ha. Ống 42 luôn. Đấy đây là vậy làm hết trơn đây. Rồi. Tới rồi giờ giao cho anh chủ ghe ha. Sao buộc dây lại? Thì rồi giờ giao cho anh nó chạy về hết các bạn. Rồi video mình tới đây thôi, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới ha. Đây ông bạn mình ổng qua tới bên bờ bển luôn rồi. Rồi chào các bạn ha.